Và để tiếp tục chương trình, chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm Cô Gái Mở Đường, một sáng tác của Xuân Giao được thể hiện qua tiếng hát của chị Hoa Lê. Chúng ta dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho chị ạ. Vâng, xin mời chị ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đã về khuya xuống.